Khoa Nhà đất Tiền Giang, Tân Phú Đông xin kính chào cô chú anh chị. Hiện tại thì Khoa đang ở xã Tân Phú ha. Thì để chào bán cho cô chú anh chị lô đất nền ngang 5 dài 28 thuộc mặt tiền là lộ đan, là hiện tại thì đường 2m xe hơi mình vô được ha. Cách cái đường 3m đây tầm khoảng, đây quý anh chị thấy cái nhà ngay chỗ cái nhà đó là chính là đường đan 3m ha. Đây là đó tầm khoảng 60m. Thì từ cái tiếng đó lại đây thì người ta hai bên đường người ta cũng cán đan rộng rãi hết rồi, là xe hơi mình có thể đi tới đây rồi. Hiện tại con đường cái đoạn này thì nhà nước cũng đã hợp dân chuẩn bị là mở rộng cái tiếng này ra đan 3m đường 4m luôn ha. Hiện tại thì đan 2m đường 3m xuống cấp rồi, đường này thì chuẩn bị làm lại. Rồi, đây là thửa đất của mình ha. Từ vị trí trụ ranh ngang qua là 5m, chạy sâu là 28m. Thì đuôi ranh đất mình thì tiếp giáp với cái nhà đó luôn ha. Thì đây người ta mới cất thêm cái nhà. Phía sau ranh mình rất là nhiều nhà luôn ha. Ở đây thì người ta làm nhang. Với phía trên này thì ta nuôi thủy sản. Phía trong đó thì có một cái hãng nước mắm. Đường này thì hai tiếng đường đầu đuôi thì mình thông ra tỉnh lộ 80B ha. Từ đây ra tỉnh lộ 80B tầm khoảng 600 đến 700m ha. Chút xíu Khoa sẽ dẫn quý anh chị đi ra tỉnh lộ 80B. Quý anh chị theo chân Khoa chút xíu để xem luôn ha. Thì bên đây thì diện tích nó ngắn hơn, có 26m thôi. Đầu dưới thì dài hơn 2m. Thì quý anh chị có thể chọn những cái thửa đất trên này cũng được ha. Mặt bằng thì bên Khoa bao cho cô chú anh chị bằng phẳng luôn ha. Hiện tại thì đã tiến hành làm bên trong rồi. Cua be vừa làm xong thì chuẩn bị đợi bơm cát để lắp thêm mấy cái lỗ này nữa là hoàn thiện. Trụ ranh thì bao cắm là 4 góc hết ha. Sổ sẵn thì công chứng sang tên nhanh gọn của chú anh chị luôn nha. Rồi Khoa giá báo giá bán cho cô chú anh chị cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 160 triệu một thửa thôi. Đường thì ô tô tới đất luôn. Đất thì có thổ cư. Ngang 5 dài 26, ngang 5 dài 28 thổ cư. Rất là rẻ luôn. Nhà thì ta nói đông kẹo luôn nè. Quá trời nhà luôn. Tại tuyến đường này cô chú bên chị biết không? Hồi xưa đến giờ ha, tuyến đường này là có đầu tiên. Tuyến đường này thì có trước những cái tuyến đường đan 3m ngoài kia. Cho nên thì hộ dân người ta đổ về đây họ sinh sống thì đầu tiên lúc có đường đan thì người ta ra đây ta ở nhiều, cho nên thì rất là đông. Còn những tuyến đường mới ngoài kia thì dân họ chưa có đổ ra để xây dựng á, cho nên cũng còn một số khoảng trống mà khu này thì đông rồi. Thì quê cô chú anh chị ở Sài Gòn thì về đất đây chắc tầm khoảng 65 đến 75 km cô chú anh chị. Quan tâm thì cứ liên hệ cho em. Thì bây giờ ha, Khoa sẽ tiến hành dẫn cô chú anh chị mình đi ra ngoài tỉnh lộ 80B nha. Rất là đẹp, rất là rẻ luôn. Đất thì thổ cư, nền thì bao cao ráo bằng mặt lộ luôn. Rồi quý anh chị theo chân Khoa nha. Rồi cô chú anh chị theo chân Khoa để tiến hành ra ngoài khu vực lộ nhựa tỉnh lộ 80B ha. Mình cặp theo tiếng đường đan để mà ô tô mình đi vô đất cho cô chú anh chị mình tham khảo cái đoạn đường đi luôn ha. Đây cô chú anh chị thấy nhà cửa đông kẹo luôn ha. Đường này cũng thông luôn. Rồi đường này mình đi ra nè. Đường 3 tấn, 1,5 tấn, đường xương ngàn 2. Thì khu vực này như Khoa giới thiệu cô chú anh chị ha. Đây làm nhang nhiều. Với canh tác nuôi trồng thủy sản, trồng xả. Thì khu vực này nước ngọt, người ta trồng dừa, cây ăn trái rất là tươi tốt luôn. Thì giá bán của thửa đất đó chỉ có 160 triệu thôi nha cô chú anh chị. Thổ cư sổ hồng riêng ngang 5 giờ 28, nền thì bao nền, bao sổ, bao ABC tất tần tật các kiểu cho cô chú anh chị luôn. Chị cô chú anh chị chỉ bỏ đúng giá 160 triệu là
bên Khoa thì giao sổ hồng riêng cho cô chú chị luôn á, cầm chứng là sang tên luôn. Bên Khoa chuyên rất nhiều loại đất ha, từ đất thổ cư, đất đầm, nuôi trồng thủy sản, đất vườn dừa giống vậy ha cô chú anh chị, rồi đất vườn xã, nói chung là chuyên đất khu vực Tân Phú Đông á cô chú anh chị, muốn tìm thể loại nào thì cứ inbox cho Khoa thì để Khoa tư vấn cho ha. Giá thì rất là rẻ cô chú anh chị ơi, tại vì hiện tại so với thời điểm hiện tại thì giá nó đã giảm nhiều so với những năm về trước. Nếu những năm về trước mà cô chú anh chị chọn những thửa đất thổ cư như thế này á thì giá nó cũng phải tầm khoảng 250 trở lên quý anh chị mới mua được. Còn so đến thời điểm năm nay thì kinh tế khủng hoảng á, thì chủ nhà họ cũng theo cái giá thị trường mà bán thôi, thì chấp nhận bán lỗ thôi chứ sao giờ cô chú anh chị. Rồi mình ra tới đầu đường tỉnh lộ 8B, mình rẽ bên tay trái ha, là mình đi về ủy ban, về chợ xã, về tất tần tật trường học của xã Tân Phú. Rồi mình rẽ bên tịch phải thì mình đi về trung tâm huyện Tân Phú Đông, về chợ Phú Thạnh, về phà Tân Long. Thì xuống đó tầm khoảng 5-6 km. Rồi cô chú anh chị quan tâm cứ tìm hiểu thêm hay như thế nào thì cứ inbox cho Khoa số điện thoại là 0334474430, gọi vào kết bạn Zalo ha. Cô anh chị có thể gọi thêm số 0766450016. Quý anh chị yêu mến có thể đăng ký kênh YouTube để được xem nhiều video khi Khoa đăng lên ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha.